Nếu làn da của quý vị bị nhăn và xuống sắc nhanh chóng, hãy dùng phương pháp chống nhăn và sáng da của công ty Apogee. Phương pháp Apogee sẽ đưa chất hyaluronic đến thẳng tế bào để căng da tận gốc. Bác sĩ Kimberly thường nói, nếu làn da của quý vị tiếp xúc với nhiều hóa chất thì sẽ bị khô và khó chịu. Ngày hôm nay, quý vị mua một bộ chống nhăn và sáng da của công ty Apogee, quý vị sẽ được tặng một bộ kit tẩy trắng da vitamin C. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Quý vị từng dùng nhiều sản phẩm với nhiều hóa chất, vừa tốn tiền, vừa bị nám hơn, vừa bị nhạy cảm hơn, khô hơn, nhăn hơn và chảy xệ hơn xưa. Hãy dùng phương pháp trị nám của công ty Apogee, quý vị sẽ thấy rõ sự khác biệt. Ngày hôm nay, quý vị mua một bộ trị nám của công ty Apogee, quý vị sẽ được tặng một sản phẩm mới trị giá $50. Đó là bộ tẩy trắng da an toàn. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. 1888-337-7264. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình. Cảm ơn Như Ý. Thưa quý vị, khi quý vị Kimberly chọn một người để đại diện cho công ty Apogee và đại diện suốt năm 2015 như thế, là Kimberly phải nhìn thấy cái gì? Thì cái mà nó làm cho Kimberly để ý rất nhiều đến Như Ý đó là cái lá thư của cô ta. Thì khi viết là thật sự khi mình người đọc thì phải nói là thấy rõ cái đáy lòng của Như Ý. Thành ra không biết là lúc đó Như Ý nghĩ cái gì mà Như Ý viết lá thư đó? Kính thưa cô, thì trước tiên thì Như Ý cũng là một khách hàng và mình đã sử dụng những cái sản phẩm rất là tốt và mình muốn truyền lại những cái hiểu biết cũng như là cách sử dụng của mình đến quý khán thính giả, thì mình mới apply để mình thi cái chương trình Hoa hậu của Dr. Kimberly. Và thì con cũng rất là muốn để mà chia sẻ một số hiểu biết của mình, một ít hiểu biết của mình để đến quý khách hàng biết cách sử dụng những sản phẩm tốt, làm sao để cho mình có một làn da khỏe mạnh. Cảm ơn Như Ý. Và thưa quý vị, Kimberly biết rằng cái đáy lòng của Như Ý rất là bao la, là vì cũng đã từng nghe Như Ý cắt nghĩa cho khách và rất tận tâm, tận tình hướng dẫn cho khách, chọn kem cho khách. Và thưa quý vị, khi nào Kimberly cũng là người đứng đằng sau lưng Như Ý để giúp chọn bộ kem cho quý vị. Nếu quý vị muốn đến để rọi làn da thì chúng tôi có những cái máy móc rất tối tân để rọi, để cho quý vị thấy rõ tình trạng của làn da của quý vị hiện nay như thế nào. Và một lần nữa thưa quý vị, Kimberly muốn giới thiệu Sophia Như Ý cho những quý vị nào ở Houston, thì quý vị có thể đến Hồng Kông 4 và liên lạc chúng tôi tại tiệm Apogee by Dr. Kimberly bên cạnh Hồng Kông. Thưa Như Ý, cô muốn hỏi đó là từ hồi bữa nay cũng được 3-4 tháng rồi, thì một mình có thể nói ngắn gọn là mình đã tiếp qua khoảng 500 người khách đến Houston và văn phòng ở Houston, phải không? Thì trong 500 người đó, cô muốn biết là, dĩ nhiên cô biết câu trả lời, nhưng mà tại vì cô cũng đã gặp nhiều khách mặt đối mặt và bao nhiêu văn phòng như vậy, đi khắp nơi như vậy, nhưng mà ở văn phòng Houston và theo kinh nghiệm của Như Ý, thì Như Ý thấy như thế nào, là họ có những cái vấn đề gì mà nó giống nhau mà mình có thể nói chung được là vấn đề của người Việt Nam, người phụ nữ phái nam cũng vậy, của mình ngày hôm nay? Dạ thưa cô, thì nói chung những người phụ nữ cũng như đàn ông từ già đến trẻ thì khi mà đến với những cái sản phẩm về da thì đều là bị nám và cũng như là bị mụn. Dạ, vì những cái căn bệnh đó thì họ sẽ tìm cách để làm sao để tìm một cái phương pháp để nuôi dưỡng da cho tốt. Thì qua nhiều cái chương trình show của bác sĩ Kimberly thì
quý khán thính giả cũng đã biết đến nhiều và tìm đến Aboje trên trong chợ Hồng Kông. Dạ. Nhưng mà cái ý cô là cô muốn biết là khi họ đến là họ chỉ muốn dưỡng da hay họ có những cái vấn đề gì mà tại sao mà họ tìm đến mình? Dạ thưa cô, là nói chung thì những người khách đến với mình là những người đã bị bệnh. Và họ đã bị trước đây sử dụng những cái sản phẩm giống như là người ta chưa có hiểu biết về những sản phẩm đó. Và cái tổng quát chung là họ đã bị bệnh và họ tìm đến Aboje để mà tìm cái phương pháp dưỡng da cho an toàn. À, thì thưa quý vị, có rất nhiều quý vị đã dùng nhiều thứ mà thấy không có kết quả. Rốt cuộc làn da bị tổn thương. Mà khi nói bệnh là làn da bị tổn thương, có nhiều quý vị không nghĩ nó là bệnh, nhưng mà quý vị nghĩ rằng làn da tôi xấu. Rồi quý vị nhìn đến những cái hậu quả, đó là hậu quả Kimberly gọi là hậu quả của làn da bị tổn thương, nghĩa là da của mình không có được khỏe, và khi nó không khỏe đấy thì nó tiết ra cái chất nám và nó làm cho cái làn da của mình xấu và không được như ý muốn, càng ngày càng bị xuống sắc. Nhiều quý vị đến và nói rằng làn da của tôi thấy tôi nản, tôi dùng nhiều thứ quá, tôi không thấy kết quả. Đó là những lời chân thành của nhiều quý vị đến chia sẻ với Kimberly, và Kimberly cũng thấy cái đó là cái tình trạng chung. Không biết là Sophia thấy như thế nào? Có nhiều người họ nói như vậy không? Dạ thưa cô, đúng mà. Dạ nhiều người khách đến với cửa tiệm của con thì cũng thường nói là cô nghe những người khuyên á, là cứ dùng cái này, dùng cái kia, dùng mọi thứ hết, miễn làm sao mà mình cảm thấy đỡ. Thì khi họ càng dùng thì họ cảm thấy da họ càng hư ra và họ bị nám nhiều hơn. Thưa cô, thì thật sự thì lúc đầu á, thì những cái thương hiệu đó nó cũng làm cho họ đỡ thiệt. Tất nhiên là thấy nám của mình nó bắt đầu giảm đi nhanh. Nhưng mà với cái nhanh đó thì nó có một cái giá mà mình phải trả đó. Mà cái giá này nó hơi nhiều tiền một chút, nghĩa là cái mình sẽ có những cái hậu quả nó đi theo sau. Mà sometimes có nhiều khi nó không phải nó theo sau liền lập tức, mà sau cỡ 1 năm, 2 năm mình mới thấy cái hậu quả đó. Hoặc là có nhiều khi 5, 10 năm thưa quý vị. Thành ra nếu chúng ta đang dùng những cái sản phẩm gì mà chúng ta không thấy vừa lòng, Kimberly mong rằng quý vị thuận lại, ngưng lại và để xét lại cái hành động của chính mình về vấn đề dưỡng da, về vấn đề chữa trị da cho chính mình. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm Aboje, nhất là quý vị nào đang ở đang cư ngụ tại Houston hoặc là những cái vùng phụ cận, quý vị có thể tìm đến Sophia Như Ý. Khi Kimberly giới thiệu như vậy thì quý vị biết rằng Kimberly giới thiệu cho quý vị một người rất là tận tâm và làm việc như Kimberly vậy đó. Và khi rọi da xong là nhiều khi chính Kimberly sẽ nói chuyện với những quý vị nào có làn da khó, tham khảo qua rọi và thấy rõ những cái mạch máu trên làn da, cái tình trạng của làn da mà cặp mắt người thường không thể nào thấy được. Chính cặp mắt của mình đứng tham khảo mình cũng không thấy, mình cần nhờ đến cái technology, cái máy để rọi, và nó có thể giúp cho mình thấy gấp 300 lần cái cặp mắt của người thường thưa quý vị. Và Như Ý có lời khuyên nào để gửi đến quý khán thính giả của chúng ta ngày hôm nay? Như Ý muốn khuyên với quý khán thính giả, chúng ta hãy chọn đúng sản phẩm, và nếu như làn da của chúng ta bị bệnh, hãy đến với Dr. Kimberly để chúng ta có một cái phương pháp dưỡng da cũng như là trị nám và mụn một cách an toàn. Cảm ơn Như Ý rất nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi phần chia sẻ này của đầu năm chúng tôi ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại trò chuyện tiếp với Như Ý. Xin chào quý vị và một lần nữa Sophia Như Ý Nguyễn, Miss Aboje năm 2015, Mrs. Aboje năm 2015 thưa quý vị. Chào Sophie. Chào cô. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland, và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay
1888 đẹp sàng, tức là 1888 337 7264, để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Năm mới, chúng ta cộng thêm một tuổi, nhưng bộ tái tạo da của công ty Apogee sẽ lấy đi những vết nhăn và cằn cỗi của thời gian. Tái tạo da một cách tốt lành, không hại da, không hư da, không bào mòn và không lột da. Đặc biệt với 195 đồng với bộ tái tạo da, quý vị sẽ được tặng tới 3 món, một tuýp son, một hộp phấn khô, nước, một peel off mask lấy đi da chết một cách an toàn. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888 337 7264. Kimberly chuyên về ngành thẩm mỹ. Trước hết, Kimberly phải nghiên cứu và học hỏi để làm đẹp cho chính mình, rồi mới có thể làm đẹp cho quý khách. Kimberly đã bào chế Apogee cho chính mình, và có thể nói Kimberly là người khách đầu tiên của Apogee và đã dùng trong suốt 25 năm qua. Nếu quý vị muốn thử sản phẩm Apogee, xin mời quý vị gọi vào ngay 1888 337 7264 để có sample dùng thử. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland, và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sàng, tức là 1888 337 7264, để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Nếu quý vị thường bị mụn, dùng thuốc thoa thuốc uống hoài không hết, hãy dùng phương pháp chữa mụn của công ty Apogee. Dùng Apogee, da của quý vị sẽ không bị hao mòn, không nhạy cảm, không bị nám và không bị hư da non. Bác sĩ Kimberly thường nói, nếu quý vị dùng thuốc, da của quý vị sẽ bị nám và nhăn sớm. Ngày hôm nay, mua một bộ chữa mụn của công ty Apogee, quý vị sẽ được tặng một cái máy facial và một cái acne zap chấm lên khi mụn vừa mới lú để chống vết thâm. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888 337 7264.